trong trận đấu với Daejeon Hana Citizen ở giải Hana Play Cup. Khi thể công Viettel đang bị cầm chân với tỷ số hòa 0-0, huấn luyện viên Đức Thắng yêu cầu một số cầu thủ ra khởi động, trong đó có cầu thủ trẻ mới 18 tuổi Công Phương. Và rồi, huấn luyện viên Đức Thắng cùng ban huấn luyện quyết định đưa Công Phương vào sân. Thầy cũng không căn dặn gì nhiều, thầy chỉ động viên em là cố gắng đá thật tốt và đá đơn giản. Họ chơi áp sát rất nhanh nên là em phải đá thật là đơn giản và thoát bóng thật là sớm. Nhận được đường truyền thuận lợi của Khuất Văn Khang, Công Phương có pha xử lý mềm mại rồi ra chân hiểm hóc. Thủ thành Daejeon dù nỗ lực bay người cũng không thể cản phá. Tỷ số được mở 1-0 cho thể công Viettel. Và đó là khoảnh khắc sẽ còn lưu lại rất lâu, thậm chí không thể quên trong ký ức của Nguyễn Công Phương. Thật sự thì rất hạnh phúc khi em đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo của đội. Việc được học hỏi, được trải nghiệm, được thi đấu cùng các anh là điều rất quý giá. Và rất cảm ơn thầy Thắng đã tạo cơ hội cho em để em có thể học hỏi các anh, thi đấu cùng các anh. Bàn thắng này sẽ cho em thêm nhiều tự tin và có thể gắn bó cùng các anh nhiều hơn trong chiến dịch sắp tới. Khi ở tuổi 17, Công Phương cùng các đồng đội tại U17 Viettel đăng quang chức vô địch vòng chung kết U17 quốc gia 2023. Suốt thời gian này, cầu thủ quê Hải Dương được đánh giá là vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Thế nên, Công Phương liên tục được triệu tập lên U19, U21 Viettel giữa các giải trong năm 2023. Rồi ở mùa giải 2023-2024, Phương bất ngờ được ban huấn luyện đăng ký vào danh sách đội 1, đeo áo số 6. Ở các đội tuyển trẻ quốc gia, Công Phương liên tục là đội trưởng của U16 rồi U17 Việt Nam và nhiều lần có tên trong các đợt tập trung của U23 Việt Nam. Là đầu tàu cho chiến dịch vòng loại U19 quốc gia 2024 của U19 thể công Viettel, Công Phương tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình. Chứng kiến Phương thi đấu, huấn luyện viên Đức Thắng quyết định bất ngờ nhấc Công Phương về ngay đội 1 để chuẩn bị cho trận gặp Daejeon Hana Citizen tại Hana Play Cup. Đó là thời điểm Phương gần như đã làm trọn nhiệm vụ ở U19 thể công Viettel. Huấn luyện viên Đức Thắng muốn có một góc nhìn rõ hơn về tiền vệ sinh năm 2006. Công Phương là một trong những cái thành viên của đội bóng. Nhưng mà trong cái quãng thời gian vừa qua thì Công Phương đang, như tôi đã nói, Công Phương đang thi đấu ở giải U19. Và tôi cũng đã trao đổi với huấn luyện viên trưởng của đội U19, tôi muốn đưa Phương lên tập. Và Phương mới có 2 ngày tập. Nhưng mà những cái sự tự tin của em, những cái khả năng của em thì đã phần nào giúp tôi hình dung ra cái khả năng chơi bóng của em. Và đó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt cho đội bóng được có mặt ở trong đội 1. Và đặc biệt là được vào chân thi đấu của một cái trận đấu ngày hôm nay. Và các em, đặc biệt là em lại mới ghi bàn. Thì chúng tôi nhìn thấy sự tự tin của em. Và lần đầu tiên được thi đấu, đó là một cái một tín hiệu rất là tốt cho cái hệ thống đào tạo trẻ cũng như là đội. Tất nhiên rồi, em nghĩ là em chỉ thiếu về mặt kinh nghiệm, còn về mặt kỹ thuật chuyên môn thì em nghĩ là em có thể cải thiện dần dần và thi đấu cùng các anh. Màn ra mắt đội 1 của Công Phương tạo thêm niềm tin
cho những người làm bóng đá trẻ Thế Công Viettel. Chính công tác đào tạo trẻ tốt đã tạo nên những bước đầu thành công và giúp đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng nhận được sự đánh giá cao từ bạn bè quốc tế. 많은 발전을 했고 이제는 좀 더 지나면 쉽게 볼 수 없는 nền bóng đá của Đông Nam Á nói chung đang có sự phát triển rất tốt. Các cầu thủ về kỹ thuật cũng đang ngày càng hoàn thiện. Họ đã cho thấy những hình ảnh trước đây tôi chưa bao giờ được thấy. Về cơ bản, tôi thấy màn thể hiện của đội Thế Công Viettel rất tốt và chúng tôi cũng đã nhìn ra được rất nhiều những cầu thủ tiềm năng. 되게 좋은 매치였고 또 좋은 선수들이었던 것 같아요. Công Phương là cầu thủ trẻ tuổi nhất của Thế Công Viettel tại mùa giải 2023-2024 và sự tự tin anh đã thể hiện trong những buổi tập, tự tin khi được trao cơ hội ra sân chắc chắn đã ít nhiều ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Đức Thắng và ban huấn luyện. Với việc Thế Công Viettel luôn nhất quán quan điểm tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ cây nhà lá vườn do mình đào tạo, những cầu thủ trẻ như Công Phương hoàn toàn có thể có tương lai tươi sáng. Phần quan trọng nhất chính là phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoàn thiện bản thân.